2016. Và không có gì ngạc nhiên khi Barrow là người nhận được BLG trong 3 đấu đầu tiên. Giờ đây Tiêu Anh với quyền được chọn bên, thì như đa số các đội khác thôi, họ chuyển qua bên phía đội xanh. Và giai đoạn cấm chọn tôi nghĩ là cũng sẽ có một chút thay đổi. Tiêu Anh khởi đầu với lượt cấm Aphelios, trong khi đó KT Roster không cho Gumayusi đánh Lucian. Tôi nghĩ rằng là T1 cũng đang muốn thể hiện cái quan điểm của mình rõ ràng thôi, khi mà họ muốn có thể là sẽ ưu tiên cho Gumayusi trước. Bởi vì họ nhận thấy rằng là khi mà Gumayusi phải đánh một cái con tướng mà nó một phần nào đó là khó vận hành như kiểu dạng Raven, thì nó sẽ khá là như kiểu đánh một cái ván cược, và T1 không muốn làm điều đó. Bốn vị tướng xạ thủ đã bị cấm đi. Là Aphelios, Varus, bên phía của KT là Lucian cùng với cả Kalista. Còn lại chúng ta còn lại gì? Chúng ta còn lại Jhin, Xayah hoặc là Raven. Xạ thủ thì thực ra vẫn còn khá là nhiều, nhưng mà nó sẽ là còn những con xạ thủ không được dùng nhiều lắm trong giai đoạn vừa qua của meta, bởi vì những con thường xuyên xuất hiện nhất thì giờ đây đã bị cấm hết rồi. Và con Talia của BDD cũng có một ván đấu mà bởi vì cái sự tỏa sáng của Barrow nó rực rỡ quá, chúng ta không có dịp nói nhiều, nhưng những củ quăng địa chấn, đặc biệt là củ quăng địa chấn vào Faker ở giai đoạn sau của giao tranh cũng rất khó chịu, và T1 đã phải cấm Senna. KT Roster là đội cấm Senna trong ván này, tổng cộng là có 5 vị tướng được giữa bị cấm. Chọn xạ thủ thôi quá nhỉ, lấy về trước cho mình một power pick xạ thủ rồi. Ok, cũng là một dạng xạ thủ nhưng sẽ là nằm trong tay của Faker chứ không phải là nằm trong tay của Gumayusi, con tướng đường giữa mà đang nổi lên cực kỳ là sáng ở giai đoạn gần đây của LCK của chúng ta. Và để xem là cái bài toán mà bên phía của KT Roster họ đưa ra sẽ là như nào đây. Mặc dù là cấm đi rất nhiều xạ thủ nhưng T1 có vẻ như họ vẫn còn bài, họ xác định là họ sẽ chưa lấy về cái con tướng cho Gumayusi vội, mà cứ thoải mái bắt pick ở cánh trên trước. Đây là cái ván đấu thứ nhất thì bên phía của KT Roster đã đánh một đội hình như chúng ta cũng đã nói trong giai đoạn cấm chọn là thiên về giao tranh nhỏ lẻ, và đúng họ đã đánh đúng như vậy thật khi họ liên tục tổ chức những pha giao tranh xuyên suốt thời gian của ván 1 và họ có được thắng lợi. Giờ đây T1 đang muốn hướng tới một đội hình rất LCK khi bạn đã chọn Corki là một đường giữa farm hòa trong khoảng thời gian ban đầu chờ đợi ngưỡng trang bị ở món thứ 2, thứ 3. Jhin cũng tương tự như vậy. Như vậy T1 đang muốn nói rằng: ôi bạn ơi, tốc độ vừa rồi hơi cao, chậm chậm lại một nhịp để đánh giai đoạn sau. Thì câu trả lời của KT Roster sẽ là như thế nào đây? Sayarakan và Vi. Tôi không nghĩ là KT muốn đánh chậm đâu. Chúng ta sẽ cùng phải chờ đợi cái tính toán của KT cùng với huấn luyện viên Hira. Với cặp đôi Saya cùng với cả Rakan thì cái khả năng giao tranh sớm ở giai đoạn cấp 3, cấp 5, cấp 6 cũng là tương đối là ổn dành cho bên phía KT Roster. Thậm chí rằng là cái tác động của vị tướng Vi ở những cấp độ sớm trước khi mà có chiêu cuối cũng là khá là mạnh. Để xem liệu rằng là bên phía KT Roster họ có tiếp tục tin tưởng vào dev và nuôi Apaka hay không. Và trước đó thì chúng ta hãy cùng tới với phase cấm thứ hai để xem rằng là những cái tính toán ở khu vực nửa trên của bản đồ sẽ là như thế nào đã. Cái ván hiệu đầu tiên thì Zerg là người đã được ưu tiên rồi, mặc dù là chọn mù nhá, nhưng mà Zerg là người rất được ưu tiên nhưng lại không thực sự quá là tỏa sáng cho lắm khi mà liên tiếp bị bắt lẻ. Thì bây giờ bài toán của T1 sẽ là như thế nào? KT Roster rất khéo nha, họ bắt đầu cấm con Rell của Honor, bởi vì đội hình hai xạ thủ này của T1 rất cần những người làm nền, rất cần những chống chịu CC mở giao tranh. Thì Rell của Honor đã bị cấm, Zavan cũng bị cấm, tức là bên phía KT Roster đang chỉ chừa lại cho Honor con hai con tướng là Sioni và Maokai. Maokai ở trong tình huống này tôi nghĩ là sẽ hơi nguy hiểm một tí, nó sẽ hơi khó chơi một tí. Nhưng cả hai lựa chọn này tôi nghĩ là bên phía của T1 đều có thể chọn được, nhưng nó đều là những lựa chọn mà cảm giác của tôi là KT Roster đã bắt bài rồi. Còn đường giữa thì BDD sẽ đánh cái gì đây? Đối phương đã lộ là Corki. Bên phía T1 cấm đi Nico, Orianna, và KT Roster đang để Akali. Đúng là chiến thật, muốn đánh liên tục. KT Roster họ nhận thấy rằng là họ đang trên đà, không có cái cớ gì là để dừng lại cả. Ba con tướng có khả năng quấy nhiễu đang nằm trong đội hình của bên phía KT Roster gồm Vi, Rakan cộng với Akali. Còn bên phía T1, vâng, vẫn còn một sự lựa chọn nữa cho vị trí đi rừng có thể lấy về được là Poppy, với cái khả năng cản những pha lao vào của ba vị tướng kia tương đối tốt. Và camera chúng ta đang được nhìn thấy gương mặt của Honor và sẽ khóa vào dành cho Honor con tướng Poppy này. Và đây sẽ là một đội hình rất truyền thống của T1, nuôi người chơi đường giữa và nuôi người chơi xạ thủ. T1 nói rằng: bạn ơi, tôi không thích đi tàu lượn siêu tốc, đây là già cả lắm rồi, thôi ra đi cái gì nhẹ nhẹ chậm chậm,
đội hình 3 chống chịu 2 carry của Tiêu Anh đang hình thành, họ đang cân nhắc xem là On hay là Sante, bởi vì Perfect được chọn cuối nha. On hay Sante gì đều là những vị tướng chống chịu, thì Sante được lựa chọn cho Z, ít nhất là nó có thể tạo đột biến giai đoạn sau cho đường trên của Tiêu Anh. Nhá ác về Barrow, Barrow nhá mấy con nhìn sợ thật. Ilaoi với lại God. Quen thì nó sẽ dễ và quen thuộc hơn nè. Vâng, quen thì quen thuộc hơn và đúng quen rồi. Để trên cái chà, lựa cái chọn rất là lâu rồi. Đội hình của bên phía KT Roster là một cái đội hình vâng rất là chiến, nhưng mà đặt rất nặng giai đoạn đi đường nhá, giai đoạn đi đường phải thắng á, chứ nếu như không thì về sau khi mà giao tranh với một cái dàn chống chịu như thế kia, với con Poppy như thế kia, những cái khả năng băng bổ vào của bên phía KT Roster sẽ phần nào đó bị hạn chế. Tức là yêu cầu dành cho KT Roster là họ sẽ phải, đầu tiên là khi mà đi đường thì tất nhiên là muốn thắng thì nó cũng không phải là cứ nói thắng là thắng được, nhưng mà kể từ thời điểm mà bắt đầu có những chiêu cuối và trang bị đầu tiên là họ phải giao tranh liên tục, tại vì đội hình của họ rất dễ bị khắc chế bởi đội hình của Tiêu Anh. Khi mà tới giai đoạn sau, Poppy rồi Sante với lại hai con xạ thủ, đặc biệt là Corki tầm xa hiện tại rất khó chịu, bắt buộc KT Roster sẽ phải tiếp tục giữ lối chơi như ở ván đấu đầu tiên, là phải rủ được Tiêu Anh hoặc là ép Tiêu Anh vào những pha giao tranh liên tục. À, bên phía KT Roster họ cũng làm cái việc ấy cực kỳ là tốt, nhưng mà họ đọc được những cái tình huống di chuyển của bên phía T1 và họ cứ chỉ trực chờ những cái tình huống mà chỉ cần bước hụt một chút thôi, một cái nhịp di chuyển sai thôi là họ sẽ lựa chọn một trong những cái nhân vật để họ lao vào họ bắt lẻ. Nhưng mà ở trong cái ván thi đấu thứ hai này thì cái công cuộc bắt lẻ nó sẽ trở nên khó khăn hơn dành cho bên phía KT Roster, bởi vì ngoại trừ Faker và Gumayoshi ra thì Kyria, Honor và Zerg thì không dễ dàng bị hạ gục như vậy. Các bạn khán giả thân mến, chúng ta sẽ đến với ván thi đấu thứ hai trong đại chiến viễn thông đầu tiên của năm 2024 giữa T1 và KT Roster. Tỷ số hiện tại đang là 1-0 nghiêng về bên phía của KT, và trong ván đấu này thì T1 đã qua bên phía đội 1, KT bên phía đội 2, và chúng tôi rất mong sẽ nhận được sự ủng hộ các bạn dành cho các kênh phát sóng chính thức của Foxbox. Hãy để lại cho chúng tôi những like, sub và follow trên những kênh sóng chính thức mà các bạn đã theo dõi. Vâng, và chúng ta sẽ cùng tới với những cái diễn biến đầu tiên của cái ván thi đấu thứ hai trong cặp BO3 này để xem liệu rằng là có một cái pha xâm lăng nào giống như ván đấu đầu tiên hay không. Faker và Honor vẫn cái bước di chuyển quen thuộc thôi. Ở ván đấu thứ nhất thì khi T1 bên phía đội đỏ họ cũng di chuyển sang và cắm mắt sang cái bãi chim quỷ biến dị của KT Roster. Lần này thì kịch bản cũng không có gì lạ cả. Và ngay lập tức là họ sẽ di chuyển về để họ có thể giữ được cái đường vào bãi chim quỷ biến dị của mình, không để cho đối phương tiến vào và có được cái lượng thông tin từ quá sớm. Ta cùng điểm sơ qua bảng ngọc của cả hai bên thì cũng không có gì đặc biệt cả, không có đột biến nào đến từ việc lựa chọn bảng ngọc, đều là những bảng ngọc quen thuộc. Và di chuyển của BDD cắm một con mắt tương đối trễ vào khu vực trước mặt bãi chim corner, và nó sẽ, thực ra con mắt này nó sẽ giúp cho bên phía của KT đảm bảo rằng không có một pha ba bãi ra găng của Honor, chỉ như vậy thôi. Còn đây là tỷ lệ chiến thắng với Rakan ở phiên bản 14.1 này, 8 chiến thắng và 0 thất bại ở thời điểm hiện tại của LCK. Thì đây cũng chắc chắn là một cái ván thi đấu mà bên phía KT Roster họ cũng sẽ có thể mong đợi là họ sẽ cố gắng khiêng T1 đi rồi. Nhưng chúng ta cũng sẽ cần phải chờ xem khi mà T1 họ vận hành được tốt cái đội hình, thật ra đội hình này là nhị xạ không phải là nhất xạ, nhị xạ này, thì cái nguồn sát thương đầu ra của họ ở giai đoạn giữa của trận đấu rất nhiều. Và đó, nhìn này, Barrow đang bị đổi một cái lượng máu cực kỳ là lớn, và đấy là cái sức chống chịu tốt hơn tới từ Tamken của Kyria. Và sát thương của anh ta cũng nhiều hơn, tại vì ở cấp độ 1 thì Barrow đã nâng cho mình cái vũ điệu tiếp viện, cho nên là anh ta không thể nào gây được sát thương. Trong khi đó thì con Tamken của Barrow, của Kyria nó cứ đánh thường và đá lưỡi, và có một pha đá lưỡi thành công cái đội tại làm choáng nữa, cho nên là lượng máu lỗ của bên phía KT là nhiều. Barrow bị hất tung lên dính thiêu đốt. Và à, không có thiêu đốt trong phao rồi, chỉ là những đòn đánh thường thôi. Nhưng mà anh ta khả năng cao là phải về rồi, lượng máu này ở lại là chết, bởi vì Honor đang ở ngay phía sau góc găng từ bên phía đội 1 của đội 2. Những gì mà KT làm ở trong ván 1, T1 đang muốn trả lại hết, giật bắn đã không trúng, nhưng rất đơn giản dành cho Honor. Tép bây giờ có thể phải sử dụng tốc biển bỏ chạy, đang có biểu xiết di chuyển xuống để hỗ trợ, nhưng biểu xiết đã đi ngang qua mắt. Bên phía của T1 không hề bất ngờ với pha di chuyển này, họ đang đi chung với nhau 3 người để có thể đảm bảo sự an toàn. Và sẽ là những cái lớp giáp trụ từ rất là sớm dành cho Gumayoshi.
em nói dạ, Faker lao lên tấn công của BDD và BDD đã phải tốc biến. Như vậy là 24 chỉ số lính cho Kumayushi và 5 dành cho Dev. Tôi nghĩ rằng Dev vừa rồi nói vào trong cái headset của mình á, thầy ơi, cấm chọn vắng ba đi. Không biết được rằng là tôi nghĩ là tôi cũng sẽ có cái thắc mắc tương tự như là anh Luân, là không biết là ở trong cái phòng chờ thì có nghe được các huấn luyện viên sẽ nghe được cái phần các huấn luyện viên ở trong cái phòng đó sẽ nghe được những gì mà các học trò của mình nói chuyện. Là Dev vừa nãy cái lúc mà Cam chuyển về anh ta dưới mà cười cười, chắc chắn là thầy ơi ba mình đánh sao. Thầy tính ba. Trước về đội xanh hay là về đội đỏ hả anh Hirai ơi? Đội xanh. Tức là ok, quay trở lại vào đấu một chút này thì nhìn chung thì T1 họ cũng đã cố gắng làm được cái điều mà họ không làm được ở ván 1, là họ cố gắng đè nén được khu vực đường dưới. Tuy nhiên thì chỉ có được chỉ số lính nhỉnh hơn tới từ Kumayoshi thôi. Kumayoshi không có mạng hỗ trợ, cũng không có điểm hạ gục. Và Honor lại di chuyển xuống thêm một lần nữa. Và lần này có Piusik ở đây. Saturn đã được nhồi vào Honor tương đối là nhiều. Piusik đang cố gắng chống chịu. Guma đang bắn khá là ổn. Dev cũng đang rất nỗ lực để gây sát thương. Và lần này thì Piusik buộc phải có mặt để sẵn sàng cho một pha phản ganh và bảo kê xạ thủ của mình. Bởi vì bộ đôi đường dưới của KT hiện tại cả hai đều ở cấp độ 2, và đặc biệt là Dev không có tốc biến, anh ta chỉ sắp hồi lại tốc hành mà thôi. Nếu như Biosic vừa rồi không có mặt ở trong pha đó thì là nhiều khả năng là Dev đi rồi. Nhưng mà việc Biosic có mặt chỉ ngăn chặn không cho bên phía T1 dứt điểm Dev và Barrel mà thôi, chứ cái khoảng cách về tài nguyên mà Kumayushi đang có so với lại Dev vẫn quá nhiều. Không chỉ là 30 chỉ số lính mà còn là gần hai lớp giáp trụ. Một phát đánh thường nữa thôi vào trụ thì sẽ là hai lớp giáp trụ dành cho xạ thủ T1. Và Kumayoshi đang muốn làm điều đó rồi. Đang chỉ còn có hai con lính đánh xa cuối cùng trước khi đẩy một cái nhịp lính vào, sau đó đánh một đòn đánh cuối cùng, trở về nhà biến về sạc lại đồ. Và sẽ là một cái lượng chênh lệch rất là lớn dành cho Kumayoshi với vị tướng Jinx này. Honor thì đang rất là nỗ lực để có thể di chuyển. Và lần này là ra khu vực đường giữa. BD đang bị tấn công, BD không còn tốc biến nữa rồi, đang bị dí còn tàng hình. Và thậm chí rằng lại muốn lao lên để có thể đẩy lui Faker về, sau đó là nhẹ nhàng di chuyển về mà thôi. Và Honor vì di chuyển nhiều quá nên là đang thua kinh nghiệm so với cả Piusik. Nhưng mà Honor không ngại lao vào chơi thẳng mặt luôn, bởi Piusik đang bị chim cắn. Piusik đã bị đánh quá đâu. Piusik còn tốc biến bỏ chạy. Wow. Tốc biến đến từ Honor. Solo kill ở đường trên cũng sẽ có solo kill tới từ Zed. Đây là một T1 rất là khác. Đúng vậy, tôi đang tính nói là sau ván đấu đầu tiên thì có vẻ như lòng tự ái của nhà đương kim vô địch thế giới đã bị chạm tới. Và họ đang trút giận lên đội hình của KT ở tất cả mọi vị trí. Và lợi thế đã có dành cho T1. Qua vừa rồi là một tình huống Honor thua cấp độ xong lại Biosic, nhưng mà anh ta vẫn tự tin. Nó gợi lại chúng ta nhớ lại cái cách mà anh ta đã hành hạ các đối thủ LPL ở tại Chung kết Thế giới 2023 vừa qua với con Bobby này. Và thực sự nó đã khiến cho KT lâm vào một tình thế. Bây giờ ai cứu họ đây? Đường giữa thì mặc dù là chưa nằm xuống nhưng mất tốc biến, không có được lợi thế trước con Corki của Faker. Đường dưới thì chênh lệch quá nhiều. Piusik quyết định di chuyển xuống đường dưới, cố gắng tìm cách cứu một lần nữa. Nhưng với lượng máu này, lượng máu này của KT liệu có thể thành công hay không đây? Bộ đôi đường dưới của T1 vẫn còn đầy đủ phép hỗ trợ. Họ đang nhắm vào Keria. Keria tốc biến rất nhanh và sau đó ta quay ngược trở lại phản công, bắt buộc Pero phải dùng điệu nhảy tiếp viện thoát về. Một pha giật lông thành công nhưng cũng không đủ sát thương dứt điểm Keria. Hai người chơi xạ thủ thì vẫn chỉ đang cầm trên người là hai thanh kiếm Doran thôi, không có nhiều nhặt gì cả về nguồn sát thương. Nhưng cái quan trọng trong cái pha đó là cái sức chống chịu mà các thành viên bên phía T1 có với cái cặp đôi là Tham Ken cũng cả Jinx đang là nhỉnh hơn. Còn cái pha này, đàn chim cắn vào Piusik, Honor biết điều đó nên là Honor sẵn sàng đứng lại chơi luôn. Và ở đường trên cũng là một pha solo kill của thần sấm rớt, lại là nạn nhân, lại là cậu em Perfect. Nhưng mà Sante mà solo kill quen là cũng ác lắm nha các bạn. Kèo này là kèo mà bên phía của Perfect đã chọn sâu và thường xuyên nó là kèo khắc chế dành cho Wen. Nhưng mà rõ ràng chúng ta thấy trong đại chiến viễn thông đầu tiên sự nghiệp của Perfect, đây là lần đầu tiên anh ta tham gia đại chiến viễn thông, thì cái sự căng thẳng là thấy rõ. Và kinh nghiệm của anh ta chắc chắn không thể nào so sánh được với Final MVP Chung kết Thế giới 2023 Z. Điều đó thể hiện rất rõ qua cả hai kèo đấu. Giờ đây thì tỷ số là 3-0 với 2000 chênh lệch dành cho T1 sau 8 phút đầu tiên. Nhìn cái thành tích này ác quá ha. Một cái nói chung là Faker thì tướng nào cũng tính ổ quá ta. Con Corki thì cũng là một con tướng thử. Tới giai đoạn sau của sự nghiệp thì Faker ưu tiên rất nhiều là Azir, Corki với lại Orianna. Và những con này thì đủ tính đi khỏi phải bàn.
Faker cũng đã thành công trong việc là khiến cho Riot phải nerf con Ryze nữa. Nhìn chung thì cái bể tướng rất là rộng. Cái giai đoạn sau của Faker thì chuyển hướng sang chơi những con bài theo dạng make play hơn là cái nguồn sát thương kiểu là dạng Ryze. Rồi còn quay trở lại với trận đấu của chúng ta thì tính ra là sau khi mà cấm chọn xong thì anh Lu có nói tới việc là T1 họ không muốn đẩy nhanh tốc độ ván đấu, nhưng mà trông nó cứ lạ lạ ấy anh luôn ạ. Bên phía T1 mới là người đang đánh rất là nhanh. Kyria không tốc biến. Anh ta bị giữ chân lại nhưng Guma đang đứng kế bên, đã sát thương ngược lại và với lượng sát thương hạn chế, bên phía KT không thể dẫn sâu hơn nữa. Cái sức chống chịu của Tam Kench trong tay Kyria vẫn thật sự là rất là uy tín và có cho mình cái giày thép gai rồi. Rõ ràng là Barrel sẽ không có sát thương, vậy nên là Kyria cũng sẽ chỉ cần quan tâm tới việc là hạn chế được những cái pha vung lông và thu lông của Dep mà thôi. Kyria cũng đã hồi được lại cho mình một cái lượng máu rồi, lúc đó ta bị kéo xuống còn dưới 50%. Nhưng mà đã sẵn sàng để giao tranh tiếp rồi, còn lại là lao lên bị hất tung nhưng mà không sao cả. Có Honor đang tới nhưng Pilsic cũng đang có mặt ở đây. Honor đang khá là đơn độc nhưng mà Honor đang có Gumashi lao tới bắn khá là đau vào người các thành viên của KT Roster. Lượng trang bị chắc chắn là chênh lệch tới từ hai người chơi xạ thủ và buộc cho KT Roster phải lui nhẹ về. Cả hai người đi rừng đều biết rằng ở khu vực đường dưới hiện tại nó rất mong manh, đặc biệt là KT. Faker tìm thấy BDD với một lượng máu chênh lệch nhưng mà lượng năng lượng của Faker cũng không còn nhiều nữa. Tuy nhiên BDD với lượng máu này thì cũng không thể nào tiếp cận. Tại vì nếu như chỉ một lần Dep nằm xuống thôi là coi như là bây giờ thì là gần như endgame thôi. Chứ Dep nằm xuống một lần là chắc chắn endgame. Cho nên là cả Honor lẫn Pilsic đều muốn đảm bảo rằng đường dưới của mình không có gặp bất lợi. Pilsic đang có cấp độ 6, đang chờ đợi tốc biến của mình hồi lại và đang đứng sau lưng đường dưới của T1 để chờ đợi cơ hội lật kèo. Họ đang rất muốn đẩy tiền cho Dep. Và Kyria sẽ di chuyển ra cái bụi này. Chắc chắn là Pilsic sẽ không biết rồi. Bụi, không chết bụi. Không chết. Né rồi. Không có thông tin trong pha này. Bên phía KT Roster họ đang muốn đánh đường giữa hay đánh đường dưới này? Bây giờ đang di chuyển ra bãi chim đánh đường giữa. Faker không có năng lượng. Faker không có năng lượng. Và... vâng, và không có gì cả. Họ không đủ. Bế qua tường rồi. Trụ bắn một cái vẫn đang lao vào. Solo kill lần 2 rồi. Quy vẫn hụt. Ui, rất tiếc. Perfect không thể nào có được tình huống solo kill thành công. Đã hai lần solo kill, Honor vẫn đang tràn lên. BDD di chuyển tới, Faker dịch chuyển từ nhà ra. Và tình huống ngầm nút thành công của Kyria giữ mạng cho Honor. Faker đang cố gói hàng và ta đã sử dụng nó tấn công vào Pilsic. Mặc dù Honor phải nằm xuống nhưng cái giá phải trả là có thể rất nhiều dành cho bên phía của KT Roster. Hai thành viên của họ đang kẹt. Tên lửa đạn đạo siêu khủng khiếp đâu. Giật bắn bị né bởi tốc biến, mất khá nhiều thời gian trong pha này. Đang đợi lính di chuyển vào. Gumayusi không còn năng lượng nữa, anh ta chỉ có những phát đánh thường mà thôi. Faker, Kyria và Gumayusi quyết tâm đòi hai cái mạng này. BD đã kích đúp, tốc biến lao vào, gắn phi tiêu hụt. Không đe dọa được Gumayusi, những đòn đánh thường vẫn đang liên tục chút vào. Faker bắn tên lửa định hướng thành công. Họ nhường mạng cho Gumayusi và họ nhường mạng thành công với cú double kill cho con Trinh. KT Roster đã rất nỗ lực để câu kéo thời gian nhưng mà đáng tiếc như vậy là không thể đủ được. Với một con Jinx trong tay Gumayusi đã có cho mình KDA là 3-0-0 rồi. Với một con Sante trong tay của Zerg với KDA là 2-0-0. Tốc độ thăng tiến sức mạnh về giai đoạn giữa của ván thi đấu của T1 sẽ là cực kỳ khủng khiếp, vừa chống chịu vừa sát thương. Và chúng ta sẽ cùng được xem lại pha solo kill thêm một lần nữa ở khu vực nửa trên của bản đồ. Zerg đã out level so với Perfect rồi. Gần như là hoàn hảo. Cái cú quy hụt của Zerg nó khiến cho anh ta tí nữa thì bị hạ gục ngược. Nhưng lượng sát thương sau đó là những tình huống di chuyển nhanh liên tục của Zerg vẫn giúp cho anh ta có thể có pha solo kill lần 2. Còn cái nỗ lực của KT ở đường dưới, cái vấn đề ở đây là Dep không có sát thương, đồ của anh ta ít quá, bắn thì rất là nhiều, giật lông cũng trúng, nhưng mà lượng sát thương anh ta gây ra thua nhiều quá. Trong khi đó thì bên phía của T1 các bạn có thể thấy rồi, sát thương của Gumayusi thôi cũng là tương đối là ổn. Khi có thêm sự xuất hiện của cả Faker nữa thì rất là khó để có thể cò quay thêm tới từ hai thành viên của bên phía KT Roster. Rất nỗ lực để né rồi lại hồi lại máu nữa. Nhưng mà đáng tiếc như vậy không thể nào mà đủ được. BDD đã hết sức. Pha nếu mà găm phi tiêu trúng thì tôi không chắc lắm là nó sẽ đủ sát thương dứt điểm. Tại vì pha đó thì Guma vẫn còn gần 400 máu. Hai E lao vào thì cũng khó mà có thể dứt điểm được. Nhưng mà pha hụt đó bị Guma né thì cũng khá là đáng tiếc. Đó gần như là cơ hội cuối cùng. Tôi nghĩ pha vừa rồi là cơ hội cuối cùng dành cho KT rồi. Đây là một con Tham Kench nhưng mà T1 họ đâu có đánh phòng thủ đâu quá. Họ cứ bước lên, cứ Kyria cứ giơ mặt ra để cho Dep bắn thôi. Mà Dep cũng chẳng có sát thương để mà cấu rỉa được vào người của Kyria. Gumayusi thì cứ clear hết đàn lính xong rồi lao lên nã hai đại bác vào người của Dep xong rồi đi về.
Các bạn thấy vừa rồi cái lượng sát thương của Dev gây ra là rất nhiều, nhưng vấn đề ở đây là anh ta bắn vào cái gì? Anh ta bắn vào lớp da dày của con Tahm Kench. Cho nên là những cái lượng sát thương mà Dev gây ra mặc dù nhìn nó rất là nhiều, nhưng thực ra cái tác dụng của nó cũng chẳng là bao cả. Đây, người hứng chịu sát thương đến từ Dev là Keria với khả năng chống chịu và lượng máu của mình. Và vì các thành viên bên phía KT Roster họ đang không xử lý được cái giai đoạn đi đường của mình, nên là Pilsic đang rất là lạc lối. Và bây giờ là ra tấn công khu vực đứng giữa, có trường quân Pilsic lao thẳng vào, đang cố gắng gây sát thương, đẩy thành công một người về. Và bây giờ là 2-1 từ bên phía của các thành viên bên phía T1. Nhưng có Barrel tới, hất tụt một người, đó chính là Honor. Honor đang đẩy một người vào trong trụ, đó chính là BD. BD vẫn có mình một điểm hạ gục, đang bị trụ bắn, một hit nữa và đã che được thành công rồi. Bây giờ Kyria tới, nhưng Kyria đã bị che cú đá lưỡi đó. Và đây là tình huống Pilsic lao thẳng vào tấn công Kyria. Kyria vẫn đang chống chịu tương đối tốt, và sức chống chịu vẫn là đủ từ Kyria để người ta có thể về được. Và di chuyển đội hình của KT ra khu vực đường giữa đem lại cho họ một điểm hạ gục, bởi vì thực ra ở đường dưới thì cũng không ngăn chặn được pha đẩy trụ của Gumayusi. Mà điểm hạ gục thì tôi nghĩ cũng khá quan trọng nha. Việc mà BDD có được mạng và có thêm tài nguyên là cơ sở để cho KT cố gắng tìm cách lật lại ván đấu. Họ đang tổ chức ăn rồng, nhưng T1 nói rằng không dễ đến như vậy. Honor đang từ nhà chạy ra, rồng còn khoảng chừng 1.200 máu. T1 đã bắt đầu tiến vào. Faker là người ăn rồng kìa. Thế thì endgame thôi. BDD cố gắng đe dọa vào Gumayusi. Giật lông thành công, giật bắn đa hụt. Phía bên này Pilsic. Lát nữa lại sau ván 2 là Barrow lại tâm sự với lại Pilsic rất nhiều về vấn đề. Ôi, pha đó là một pha mà không thể đỡ nổi tới từ Pilsic. Tưởng như là cái miếng mỡ đã được dâng đến tận miệng mèo rồi, nhưng mà cũng lại để tuột mất. Còn ở đường trên này thì làm sao mà cậu em Perfect đánh được lại so với cả thần sấm đây. Lượng trang bị chênh lệch, lính chênh lệch, trụ chênh lệch, không có cái gì mà hơn được cả. Còn cái pha tranh ở vùng giữa này, Honor xử lý chính xác, đơn giản là như vậy thôi. Đẩy được một người về, chuyển tình thế thành 2-1. Nhưng khi mà Barrel tới thì khi mà Faker không còn máu, không còn năng lượng nữa, buộc phải rút nhẹ về. Mà vẫn câu kéo được đủ thời gian để chỉ có một mình Honor phải nằm xuống mà thôi. Giờ đây thì tôi nghĩ rằng ván đấu lúc này có thể, bây giờ chúng ta sẽ đặt câu hỏi là liệu T1 có quăng game hay không. Tại vì chỉ khi nào mà họ quăng thì KT mới có cơ hội. Tất cả các vị trí thì T1 đều đang vượt trội hơn. Mặc dù BDD có được hai mạng hạ gục, nhưng lượng tài nguyên và cái sức mạnh của anh ta cũng không hề vượt trội hơn so với lại những gì Faker đang có. Và tổng quan lại thì cái khoảng cách giữa hai đội hiện tại là rất là lớn. Ở thời điểm hiện tại thì đang là khoảng tầm hơn 5.000 vàng chênh lệch chỉ ở ngay phút thứ 16 mà thôi. KT Roster họ thật sự đang rất là lạc lối, và như đã nói, đặc biệt là Pilsic. Pilsic đang thật sự là đi lạc luôn rồi, anh ta không biết nên phải làm gì cả. Mục tiêu cũng không ăn được, đi ganh cũng chẳng xong. Không có một khu vực đường nào mà Pilsic có thể tác động được vào cả. Và vừa rồi là một sát thương tương đối là lớn tới từ Faker, các người Barrel rồi. Ở bên phía của KT Roster họ không có một vị tướng mang thiên đường chống chịu thuần, thì e rằng là rất là khó để có thể giao tranh lại khi mà bây giờ thậm chí là đồ còn đang thua cực kỳ nhiều nữa. Faker đánh rất là chắc nha. Đối phương có hai đường đơn sát thương phép thì anh ta lên cho mình cái kiếm răng cưa. Kyria đi rất sâu vào, anh ta không có tốc biến, ba người cùng đánh. Kyria bật da dày lên và anh ta nằm xuống. Và đấm búa của Honor hơi bị chậm một tí. Tuy nhiên trong khoảng thời gian mà KT tấn công Kyria thì đã mất trụ đường giữa. T1 đang tổ chức một pha giao tranh, họ rất nguy hiểm. Gumayusi nằm xuống. Đó là BDD, nhưng mà anh ta gặp phi tiêu hụt không trúng Honor. Honor tốc biến bỏ chạy, BDD vẫn đang lao lên. Một quy nữa, đó là combo không thể hụt được của Barrel. Thiêu đốt đã thành công đem về điểm hạ gục. Tuy nhiên rất chuyển dạng, rất đang múa, rất có double kill, rất đang tìm cách đánh tiếp vào đẹp, nhưng không được, đã bị cắt bởi Perfect. Và pha giao tranh cực kỳ thành công của KT. Bên phía KT Roster họ đã lấy được tất cả những gì mình có thể rồi, đó chính là 4 điểm hạ gục đổi lấy 3. Lượng tài nguyên thì cũng đã được san sẻ cho khá là đúng người, với hai mạng dành cho người chơi đường giữa BD, một mạng dành cho con quen của Perfect. Cái pha này là một pha mà Pilsic có mình một điểm hạ gục nữa. Hơi đáng tiếc là Dev chưa có mạng mà thôi, nhưng như vậy cũng đã ít nhất là thành công lắm rồi. Đó là pha quăng game của Kyria. Việc anh ta không có tốc biến và di chuyển sâu vào đội hình của KT như vậy, nằm xuống chết chay. Sau đó khi không còn cái ngậm nút của Tahm Kench, nó khiến cho Gumayusi bế tắc trong việc bỏ chạy khi mà KT tràn lên. Lúc này khoảng cách về tiền đã được rút ngắn lại một chút dành cho bên phía của KT Roster. Rất may mắn dành cho bên phía của T1 là khoảng cách trước đó đủ lớn để mà họ có thể cố gắng gỡ gạt lại 2-3 mạng. Khoảng tầm 5.000 rút về cũng 5.000 hơn thì rút về cỡ khoảng tầm 5.000 thôi. Bởi vì là T1 họ cũng có cho mình những điểm hạ gục tương tự như vậy. Họ cũng có mạng.
và họ cũng có mạng. Tuy nhiên là những cái mạng shutdown của bên phía KT roster họ có được có thể sẽ giúp ích, chưa biết là nhiều đến mức độ bao nhiêu, nhưng mà họ cũng sẽ không để cho bên phía của T1 bị nâng cái giãn cách ra quá là sâu so với mình. Ở thời điểm hiện tại thì ít nhất chúng ta có thể thấy được rằng là khi mà Kyria không đứng cạnh để bảo kê Gumashi hoặc là Faker thì giao tranh KT vẫn có thể chơi được. Và bây giờ là một tình huống giao tranh nổ ra, Gumashi bẹo thêm một lần nữa, vẫn còn đang sống được, sắp thương chẳng được lại rất là nhiều và Gumashi có thể vào gục rồi. Không còn cơ hội để giao tranh nữa khi Faker tới. Biri đang cố gắng múa với rất nhiều sát thương. Honor một chấm máu, Biri không tìm được điểm vào gục. Phía đằng sau kia là rớt lao vào cân ba, cân cả trụ luôn, cân hết tất cả mọi thứ. Rớt vẫn còn đang sống, vẫn lùi ra được. Gumashi tóc biến lên chơi thẳng mặt luôn. Đó là quát ra kill dành cho Gumashi. Give him the penta. Và không có dành cho Gumayushi. Thần sấm rớt, sao anh lại nỡ làm thế? Hình như là pha đó cái mạng đầu tiên nó hơi xa rồi đúng không ta? Tôi thấy chỉ hiện lên là thông báo triple kill thôi rồi. Ừ, cho nên là thôi, nên cũng là một tình huống mà dù gì cũng không có được chính thức. Tuy nhiên ván đấu thì vẫn có dành cho T1. Vừa rồi khi mà Kyria giữ đúng vị trí của mình, pha đó KT đã quyết định Odin. Nhưng vấn đề là bởi vì còn chiêu cứu của Tam Ken đứng kế bên, cho nên họ không thể nào dẫn tiếp để tấn. Các bạn cùng xem pha này, Bilxit đã bung luôn chiêu cuối. Nhưng vấn đề đơn giản là khi Kyria đứng kế bên, nếu như KT tiếp tục lao lên thì một cú R, Guma sống, KT phải giật về. Khi KT giật về, Guma bắn tới và tất cả kết thúc dành cho bên phía của T1. Chúng ta cùng xem cái khoảng thời gian cái mạng đầu tiên nó diễn ra là thật sự là rất là xa luôn. Khi mà sau đó thì các thành viên bên phía T1 họ dấn lên thì bắt đầu là Guma chỉ mới tấn công vào những cái người thấp máu và rớt một con Cassante quá khủng khiếp. Showmaker đã nói gì thì con tướng này nó thực sự là được lột tả một cách rõ nét, đúng như vậy. Đúng rồi, lại còn linh hồn rồng lửa nữa. Thôi tạm biệt KT, Hirai cấm chọn ván 3. Tôi nghĩ là tới giờ này thì sau khoảng chừng 20 phút thì Hirai vẽ xong cái kế hoạch của ván 3 rồi. Là tới đoạn mà hồi nãy Dev nói là xong luôn rồi. Thì bây giờ là coi T1 dứt điểm cái ván 3 là như thế nào. Với khoảng cách về tiền là khoảng chừng 8-9 ngàn gì đó, Biosic làm được gì hay không? Honor là người lao lên, Faker cũng lao lên chung, gói hàng cái chất lượng. Úi trời ơi. Nghĩ thôi, bố trí nghĩ thôi. 21 phút 21 phút là tất bố cả. Bố trí nghĩ thôi. Ui ôi. Tôi ngồi đây mà tôi còn đau nữa mà KT chịu nổi. Cái nguồn sát thương của T1 là từ rất là nhiều phía nhá. Từ Sante cũng có, Koki cũng có, Jinx cũng có. Nào tôi lấy được cái mạng nào để farm thêm cây đi thì lấy nốt đi nào. Rồi, chia cho đúng người, một của Faker, một của Gumayoshi. End game 21 phút, đúng 21 phút luôn. Và chúng ta sẽ có ván 3. Như thường lệ, đại chiến viễn thông nó phải là như vậy, không thể nào mà hai ván nhẹ nhàng mà chúng ta nghỉ ngơi được. Oxy các bạn tích trữ cả tuần này chắc chắn phải được sử dụng hết. Chúng tôi xin hẹn gặp lại các bạn khi ván đấu thứ 3 chuẩn bị được bắt đầu với giai đoạn cấm và chọn.